thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng nay ngày 31 tháng 1, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm kiểm tra và chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức người lao động Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa, Cục Quản lý Thị trường Thanh Hóa. Đến thăm kiểm tra và chúc Tết Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn ghi nhận đánh giá cao đóng góp của cán bộ viên chức người lao động công ty trong đảm bảo cảnh quan đô thị sáng xanh sạch đẹp. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh, thành phố Thanh Hóa là đô thị tỉnh lỵ có quy mô diện tích dân số và số đơn vị hành chính lớn đang trên đà phát triển nhanh và mạnh. Điều này cũng đặt ra nhiệm vụ ngày càng lớn đối với công tác vệ sinh môi trường cũng như xây dựng chỉnh trang các công trình đô thị. Do vậy, cùng với nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Công ty tiếp tục phối hợp hiệu quả với các cấp, các ngành, các đơn vị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân thành phố trong việc giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ môi trường sống, xây dựng cảnh quan đô thị văn minh. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng chia sẻ với những khó khăn vất vả của cán bộ, người lao động của công ty, đề nghị ban lãnh đạo công ty tiếp tục quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, nhất là trong dịp lễ Tết. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị thành phố Thanh Hóa quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đô thị Thanh Hóa sáng xanh, sạch đẹp, văn minh. Đến thăm kiểm tra và chúc Tết cán bộ công chức Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh, năm 2023 và những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa đã có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động triển khai thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch. Sở Công Thương, Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa trong quản lý và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, trong đó cần xác định rõ các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trọng điểm trong đấu tranh phòng chống, ngăn chặn hàng giả, hàng lậu, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống buôn bán pháo nổ trái phép, nhất là trong thời điểm trước và trong Tết Nguyên đán. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng lưu ý các cơ quan truyền thông tiếp tục phối hợp đẩy mạnh thông tin về phòng chống gian lận thương mại, chống buôn lậu và hàng giả nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân. Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị cần quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ công chức động viên khích lệ tinh thần cán bộ công chức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao